và chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Cũng khá lâu rồi mình không ngồi ở trong cái phòng này của mình để có thể làm vlog, có thể là làm vlog unboxing, review rồi các thứ để gửi cho mọi người. Và như các bạn đọc tiêu đề thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video về unboxing cũng như là review nhanh qua về những cái sản phẩm mà mình đã mua và mình muốn chia sẻ nó với mọi người. Và cái sản phẩm đầu tiên mà mình muốn unboxing cho mọi người đó chính là một chiếc áo t-shirt của hãng Beat. Như các bạn không biết thì đây là một cái hãng local brand, nó ở trong Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì mình sẽ review như là unboxing cho mọi người sản phẩm của cái hãng áo này. Thì các bạn cũng có thể thấy là đây là một chiếc túi zipper có in hình của cái logo của họ ở đây. Và bên trong sẽ lại thêm một cái túi nữa. Bây giờ thì đây sẽ là một cái túi ni lông nữa để đựng cái áo này. Và cái cảm nhận đầu tiên của mình về cái chất vải của cái áo Beat này thì thực sự là nó là mình dám cam đoan với cả các bạn 100% là các bạn mặc cái áo này vào ấy thì thực sự là nó rất là mát. Cái chất vải của nó sờ vào thì nó cũng không quá mỏng, cũng không quá dày, nhưng mà cái chất nó sờ vào cực kỳ mát và thích. Cái này thì mình không biết là các bạn sẽ gọi ra họ chất gì, nhưng mà mình thì thấy là nó khá là giống cả cái họa tiết crystal, nghĩa là cái họa tiết mà của những cái vân đá ấy. Hoặc có thể là sẽ vào một cái áo tie-dye. Một cái đặc điểm của cái áo này đó chính là cái mùi của nó. Về cái mùi của nó mình cũng không thể miêu tả cho các bạn được là cái mùi của nó sẽ như thế nào. Nhưng mà cái mùi của nó thì thực sự là nó rất là thơm. Nếu như mình ngửi qua ở đây á, nó là một cái mùi hương của một loại hoa, đó là hoa nhài. Và cái thiết kế của cái áo này thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Ở mặt trước thì nó sẽ có một cái chữ Beat có in thêm họa tiết set ở đây. Và ở mặt sau thì nó sẽ có một cái chữ gọi là Beat Up Love. Thì nếu như mình theo như mình tìm hiểu á, là cái áo này nó có thể phản quang được. Và như một cái điều khá là hay ở cái áo phản quang này là nó không hề phản quang màu sáng như bình thường, mà nó là phản quang 7 màu. Có nghĩa là nó sẽ phản quang 7 màu, nó khá là giống với cả một cái áo t-shirt gì đó của Louis Vuitton mà mình sẽ để ảnh ở bên này cho bạn coi. Về cái form áo của cái áo này thì mình thấy nó là một cái form áo, có một cái form áo gọi là oversize. Thì cái áo này mình mặc là size L và nó cũng đã khá là rộng như này rồi. Mình nghĩ là những các bạn nào chọn size thì nên cân nhắc về cái áo này. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái tag của hãng Beat ở đây được gắn liền trên cổ áo. Và có một cái màu là màu kem và những cái viền đen nó khá là nổi bật cái tag của họ lên. Và về cái độ hoàn thiện của chiếc áo Beat ở lớp này của hãng Beat này thì mình thấy là nó khá là hoàn thiện, khá là tốt. Còn mình đánh giá cái áo này phải khoảng tầm 9/10 bởi vì là cái áo này nó khá là lạ. Những cái hãng khác thì mình chưa thấy là họ làm ra được những cái màu, những cái thiết kế, những cái detail như này. Và mình sẽ mặc cái áo này cho các bạn xem ở trên Instagram. Và nếu như các bạn chưa follow Instagram mình thì các bạn có thể bấm vào phần mô tả bên phía dưới để xem thêm về Instagram mình. Và các bạn có thể bấm vào phần phía dưới để có thể biết thêm về hãng Beat Up Love này. Và mình cũng khá là vui khi mà hãng Beat này tặng cho mình một cái code giảm giá 10% khi mà các bạn mua hàng ở tại hãng Beat này. Có thể nhập code Lê Đạt để giảm giá 10% khi mà các bạn mua hàng tại hãng Beat. Và mình sẽ tạm thời cất kéo nó sang một bên và sẽ unboxing thêm một số những cái sản phẩm tiếp theo. Và cái sản phẩm tiếp theo mà mình unboxing cho mọi người đó chính là một chiếc quần track pant của Minimal. Còn bây giờ đây, như các bạn đã xem cái Instagram story của mình á, thì các bạn có thể thấy là mình cái mua cái quần này khá là lâu rồi, nhưng mà mình không mặc nó và mình cũng để nguyên nó như này thôi. Bây giờ thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Ở đây thì sẽ có một cái tag của Minimal, nhưng mà mình bỏ nó ra, mình để luôn trong túi này. Thì cái quần này các bạn có thể thấy ngay là cái quần này của mình đó là bao gồm hai màu là màu xám và màu đỏ. Tại vì mình mua cái quần này bởi vì là cái màu này ở Việt Nam thì thực sự là không có, mình không tìm thấy luôn, không nhìn thấy những cái mẫu quần nào mà nó có một cái màu đẹp như này. Và đây là một cái quần track pant, cái chất liệu của nó có thể gọi là một cái chất liệu nó khá là co giãn để các bạn có thể mặc fit thoải mái. Hai bên phần ống quần á, thì chúng ta sẽ có được hai cái đường gân của quần track pant. Và cái đường gân này á, nó sẽ tạo hiệu ứng stacking cho các bạn. Cho nên là các bạn yên tâm mặc quần này vào thì cái form nó lên cực kỳ đẹp. Mình chưa bao giờ thất vọng về cái form áo như là form quần của Minimal cả. Và nó sẽ có một cái đo string khá là dài ở đây. Nó sẽ dài đến khoảng tầm gần đầu gối của chúng ta. Cho nên là cái đo string này mình nghĩ là các bạn cũng không cần thiết phải thay thế hay là thêm thắt vào cái bo string này cả. Và cái phần zipper của Minimal cũng như bao cái sản phẩm khác là họ sẽ được in, và nó sẽ in luôn cái logo của Minimal trên cái zipper này. Và nếu như các bạn không biết thì khá lâu rồi mình không mua một cái đôi giày nào cả. Ngày hôm nay thì mình mua giày và mình cũng sẽ chia sẻ cho mọi người luôn. Ở đây thì mình sẽ mua đôi giày, đó chính là đôi Puma. Nếu như không biết các bạn giống mình không, nhưng mà ngày xưa ấy mình cực kỳ là không thích Puma, bởi vì những cái mẫu mã của Puma làm ra ấy thì nhìn nó hơi bị quê quê một chút.
nó khá là kiểu trẻ con, nó khá là kiểu running, nó không kiểu thời trang ấy. Nhưng mà cho đến những cái năm gần đây á, thì Puma lại làm ra những cái sản phẩm, những cái thiết kế nó khá là đẹp. Thì cái đôi giày mình mua nó chính là đôi Puma Thunder. Mình sẽ mở cho các bạn xem. Đây, các bạn có thể thấy đây là đôi Puma Thunder mà mình đã order. Mình sẽ tạm thời lấy ra. Cái đôi này á, thì hôm trước mình có lôi ra để thử, cho nên là mình đã xé mất cái tag của nó rồi. Mong là các bạn sẽ thông cảm cho mình. Thì bên trong này, bên trong của đôi giày thì nó cũng khá là giống với bao đôi giày khác, là nó chỉ có giấy gói này, tag này và một số những cái phụ kiện đấy, nhưng mà đối với những đôi giày cao cấp. Và các bạn có thể thấy là cái thiết kế của cái đôi Puma Thunder này nó khá là giống với cả những cái dòng giày hiện tại là dòng Wave Runner, nó nghĩa là cái dòng kiểu như là giày bánh mì á. Và mình đã mua cái đôi này để đi kèm với cả đôi Easy 700. Và cái tông màu chủ đạo của cái đôi giày này các bạn có thể thấy là nó là một cái đôi giày có một màu xám, màu đen, màu trắng và màu xanh nước biển này. Mình nghĩ đây sẽ là một cái detail khá là nổi bật của cái đôi Puma Thunder này. Và mình thấy ở đây là cái chất liệu mà làm ra cái đôi giày Puma này nó bao gồm là khoảng tầm 5 hoặc 6 chất liệu. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái lớp vải prime knit để có thể là tạo nên được cái sự co giãn của đôi giày, cũng như là một cái sự gọi là thoát khí khi mà chúng ta đi vào cái đôi giày này khá lâu. Bên cạnh cái vải prime knit đó, nó là một cái lớp da màu trắng và một cái lớp da màu xám nữa. Ngoài ra thì ở phần đế, phần đằng sau của nó sẽ có một cái lớp gọi là một lớp nhỏ nhỏ của lớp da lộn này. Và cùng với đế là của nó là đế cao su, cho nên là chúng ta đi thì cũng sẽ thoải mái hơn, nó sẽ là khá là dễ dàng cho chúng ta. Và nếu như các bạn mua size của Puma thì mình khuyến khích là các bạn nên giảm đi khoảng 1 size đến 0,5 size của Puma. Bởi vì là cái size Puma làm như là, theo như mình cái chỗ mà mình order giày á, thì là họ làm nó sẽ rộng hơn với những cái đôi giày khác. Vì cái đôi GC 700 mình đi là size 10, còn cái đôi Puma Thunder này mình đi chỉ là size 9 thôi. Và nên là các bạn nên cân nhắc về cái vấn đề size khi mà các bạn mua cái đôi Puma Thunder này. Và thực sự là mình thấy là cái đôi Puma Thunder này nó khá đẹp, cho nên là mình nghĩ là mình sẽ đi cái đôi này khá là nhiều. Và tiếp theo thì mình sẽ unboxing cho mọi người một cái sản phẩm mà nếu như các bạn đã xem cái video trước của mình á, thì các bạn cũng đã biết bảo là cái gì rồi. Và đó chính là một túi của hãng Toby Streetwear mà mình xách tay 100%, xách tay từ Đà Nẵng về đây. Thì nếu như các bạn chưa xem cái video trước của mình thì các bạn có thể bấm vào cái phần chữ Y ở bên tay trái, bên tay phải gì đấy để xem thêm về cái video trước của mình. Bây giờ thì mình sẽ unboxing cho mọi người. Đây sẽ là một cái áo t-shirt của hãng Toby Streetwear có một cái màu đen ở đây. Thì cái áo t-shirt này nó release hôm ngày 16 tháng 6. Và mình đã mua nó trước một ngày bởi vì là ngay ngày hôm sau mình sẽ đã trở về Hà Nội rồi. Cái chất vải của áo t-shirt này hoàn thiện thực sự rất là tốt. Cái chất vải của nó khá là ít cái thành phần polyester, khá là ít cái thành phần co giãn, cho nên là các bạn mặc áo lên nhá sẽ cảm giác áo cực kỳ là đứng form ạ. Về cái form áo này mình thấy là nó khá là giống với cả cái form áo oversize, và cho nên là các bạn mặc vào thì fit nó sẽ khá là dễ. Ở đây thì nó vẫn sẽ có đặc điểm của Toby Streetwear, đó là hai cái tag, một cái tag có in cái logo của Toby Streetwear và một cái tag có inside của Toby Streetwear luôn. Và về cái hình của cái áo này, nó là một cái hình lửa và có cái dưới này nó là một cái hình logo của Toby Streetwear và nó đang bị bốc lửa lên á. Thì những cái lửa này có thể phản quang được, nó có thể phát phản quang khi mà các bạn chụp ảnh mà có đèn flash. Ở bên cánh tay trái của cái áo thì chúng ta sẽ có một cái logo của Toby Streetwear được may ở ngay bên cánh tay trái của cái áo. Và nếu như các bạn không biết thì Toby Streetwear luôn là một cái hãng local brand mà đưa khá là nhiều những cái signature của mình lên cái áo của mình. Và đây cũng là một cái điểm đặc điểm của Toby Streetwear rồi, cho nên là chúng ta cũng sẽ không bàn nhiều về cái vấn đề mà signature của Toby Streetwear cả. Thì đây vẫn còn là tag của áo mà mình đã mua. Cái sản phẩm tiếp theo á, mình unboxing cho mọi người, đó chính là một cái áo t-shirt oversize màu trắng. Và tại sao mình lại mua cái áo t-shirt oversize này? Bởi vì là mình cũng chưa có cái áo oversize t-shirt nào mà nó màu trắng, cho nên là mình mua một cái. Ở đây thì nó sẽ có một cái túi zipper để đựng cái áo này vào. Về cái áo này thì mình thấy là nó cũng không có gì nhiều để có thể review cả. Nhưng mà về cái chất vải thì nó co giãn hơn nhiều hơn so với những cái áo đen vừa rồi. Nhưng mà tuy nhiên là cái chất vải này mình mặc lên thì thấy là nó khá là mát. Qua cái sản phẩm cuối cùng mình muốn unboxing cho mọi người, đó chính là một chiếc túi nó khá là dị. Thì cái túi này chúng ta sẽ có thể là đeo theo kiểu là đeo chéo như này, hoặc là sẽ đeo, nếu như các bạn mà mặc kiểu take away á thì chúng ta sẽ đeo ở trước ngực như này.
chúng ta sẽ đeo trước ngực thì nó sẽ là như thế này. Và cái túi này thì có một cái màu, cái màu của nó là một cái màu be. Thì cái túi này mình cũng không review nhiều bởi vì là nó là một cái túi bình thường, và bên trong này chúng ta sẽ có một cái ngăn để có thể đựng đồ thoải mái thôi, bình thường thôi. Mình nghĩ là cái túi này thường thường thì nên là đeo để đẹp thôi chứ hạn chế đựng những cái đồ, bởi vì là khi mà các bạn đựng đồ vào cái túi này á thì cái túi này dày lên thì thực sự là nhìn chẳng có gì, các bạn đang đeo một cái bao tải nhỏ cả. Về cái góc bên trái của cái túi thì nó sẽ có một cái tab của Tobii Sitwell. Mình nghĩ là cái phần này để các bạn có thể đựng kính hoặc là đựng chìa khóa hoặc là móc một cái gì đó vào đấy. Và một cái sản phẩm nữa mà mình vừa unboxing mà mình vừa mua ngay ngày hôm qua, đó chính là một túi đồ, đó chính là một túi đồ khá là to của Zara. Và ngày hôm qua mình cũng có đi shopping ở Zara và mình cũng mua một số những cái sản phẩm, bây giờ mình sẽ unboxing nó cho mọi người. Các bạn có thể thấy là cái túi này nó rất là to. Ok, và bên trong này thì sẽ có bill mà hôm qua mình mua ở đây, thì nó có ghi ở đây là hai cái quần và một cái áo. Đầu tiên sẽ là một chiếc áo, các bạn có thể thấy là áo này nó là một cái áo jacket, mà tuy nhiên là cái detail của nó lại là một cái detail của flannel, nên là mình thấy khá là thích cái áo này và mình sẽ mặc thử cho các bạn xem. Hôm qua thì mình có mặc thử cái áo này và cái áo này lên form cực kỳ tốt và đẹp. Cái áo này mình nghĩ là mùa đông ấy thì mình sẽ mặc cùng nó với cả hoodie. Và chúng ta như vậy là chúng ta đã có một cái jacket mà có cả hoodie rồi. Và bên trong này chúng ta sẽ vẫn có một cái tag của Zara ở season mới. Bên trong sẽ cả có một cái túi bên trong để đựng đồ ở bên trong này nữa. Cái sản phẩm tiếp theo mà vẫn trong cái túi đồ của cái Zara đó chính là một cái quần. Thì đây sẽ là một cái quần jean. Về thì đây sẽ là một cái quần jean có một cái họa tiết distress nó khá là hay. Các bạn có thể thấy là cái họa tiết distress ở đây nó là một cái họa tiết distress nhưng mà nó họa vá nó lại, thế là nhìn nó khá là ngầu. Bên này thì cũng có một cái vết rách khá là to ở đây, hai cái vết rách ở đây. Và một cái đặc điểm vì tại sao mình lại mua cái quần này á là nó nằm ở cái chỗ này, nó chính là cái phần ống quần. Các bạn có thể thấy là cái phần ống quần của nó nhá. Đối với những cái quần ống, phần ống quần khác á thì là họ sẽ gọi là họ sẽ vắt sổ bằng cách là họ gấp vào trong rồi họ may. Nhưng mà cái ống quần này á họ lại làm rất là tự nhiên, có nghĩa là họ sẽ không cố định là cái ống quần này mà họ sẽ để nó làm thành một cái phần distress luôn. Thì đây mình nghĩ nó là một cái đặc điểm detail của cái quần này. Mình đã mặc thử rồi và nó lên form nó khá là khác so với những cái quần jean khác mà có zipper hay không có zipper á. Và nó có một cái độ dài, một cái độ rộng nó vừa phải. Đối với những cái quần mà không có zipper á là một, các bạn sẽ mặc lên sẽ rất là dài và nó sẽ có một cái độ chật vừa phải. Nhưng mà tuy nhiên là quần này nhá, mặc lên nó fit thực sự là thực sự rất là đẹp. Rồi thì màu xanh này nó là một màu xanh đậm cho nên là mặc đồ thì mình thấy là nó cũng khá là đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ tạm cất quần này đi và sẽ unboxing thêm một cái quần nữa. Thì quần tiếp theo này nó khá là giống với cả cái quần vừa rồi. Nó giống cũng phải khoảng đến khoảng tầm 80%. Nó khác ở chỗ là đầu tiên là nó phải khác về màu. Các bạn có thể thấy là cái màu kia là một cái màu xanh đậm, còn ở cái quần này nó là một cái màu màu này nó gọi là một cái màu xám đen. Ở đây bên trái thì nó sẽ có cái quần distress nó cắt nó khá là lạ. Ở bên phải thì sẽ có một cái quần phần distress nó khá là to ở đây nữa. Ở cái phần ống jean vừa rồi là họ sẽ cắt theo kiểu là không có cố định, cho nên là chúng ta sẽ cảm thấy là nó khá là tự nhiên. Nhưng mà ở cái quần này á là họ sẽ lại cắt theo cái kiểu là may vào rồi và họ sẽ tạo lên một cái phần distress ở phần ống quần này. Thì cái phần những cái phần distress ở đằng sau của cái ống quần này á thì mình lại thấy nó khá là giống với cả một cái quần jean mà mình đã từng sở hữu của hãng Griff Denim, đó chính là cái quần Griff Denim zipper của mình. Và cái mặt ở cái ống quần nữa nó sẽ là một cái phần distress khá là to ở đây. Thì phần distress này có thể là khi mà các bạn đi giày vào ấy, nó là một cái điểm nhấn nó khá là vừa phải để các bạn khi mà các bạn đi giày này, các bạn đi giày cao cổ, các bạn đi giày thấp cổ, các bạn đi giày những cái đôi giày như ở Wayfarer á, thì khi mà các bạn họ mà nhìn vào giày của bạn á thì họ sẽ nhìn thấy cái phần này đầu tiên, bởi vì là cái phần này nó rất là nổi cho cái bộ outfit của các bạn luôn. Và các bạn muốn thấy mình mặc những cái món đồ này và xem mix nó sẽ như nào á thì các bạn hãy follow Instagram mình để biết thêm được là mình sẽ mặc những cái món đồ này sẽ như nào. Và mình sẽ để link Instagram ở phần mô tả bên phía dưới, các bạn có thể bấm vào đó và xem thêm về Instagram mình. Ok, như vậy là mình cũng đã unboxing cho mọi người xong những cái sản phẩm mà mình đã mua ở cái tháng vừa rồi. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì nhớ là đừng quên nhấn like, share và subscribe channel của mình để mình có thể có thêm động lực đón những video tiếp theo.